Hiện tại đang lên bò giao khách nè cô chú anh chị. Đó, đây là bốn mồi đực hồi tối đăng nè. Đó, với mấy bộ mẹ con ha. Đó, bộ mẹ con kem với bộ mẹ con gu. Đó, giờ đi giao cho khách. Đó. Rồi để tiếp tục clip đeo đăng bán ngày hôm nay thì gửi cô chú anh chị mình hình ảnh của ba con đực ha. Đó, ba con đực này thì lỡ bò của chú vậy 8 tháng mấy, 9 tháng tuổi nè. Đó, con này thì 10 tháng tuổi nè, con này thì chiều cao nó là 1m27. Đó, con kế là chiều cao 1m22. Con bì con kia là chiều cao 1m19, 1m22 của chú anh chị. Đó, bò này thì 8 tháng mấy, 9 tháng tuổi. Đó, có con lỡ bên đây thì gần 10 tháng nè. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua mấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, đây của chú chị. Đó, con này tướng tá nè, dài đòn cắp mình nè. Đó, đứt nở dài nữa. Đó, xương sóc mấy bò này thì khá to của chú chị. Đó, thì con này anh chủ nhà cũng bán giá là 23 triệu. Đó, cặp bên kia là 41 triệu 500. Đó, thì cô chú chị nào muốn mua mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó bò này thì lứa bò nghe của chú chị, bò này thì có cọp rồi. Đó, bò này thì mình mua về khỏi sợ nó xuống bò luôn của chú chị. Đó, mặt mày nè, đó nhìn mặt cũng biết bò lỡ hen, có sổ dàm rồi. Đó, con này là chiều cao 1m27. Đó, giá là 23 triệu. Đó thì của chú chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây còn cặp này, đó con này chiều cao 1m22, 1m21, 1m22, con này 1m19, 1m22 của chú chị. Đó, tướng tá cặp mình nè, rất lực lạc không. Đó, cặp bên đây là 41 triệu 500. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, đầu mặt mày nè ha, con này thì cũng 8 tháng mấy, 9 tháng tuổi hết trơn nè cô chú anh chị. Nó xương sóc con nào nấy thì khá to. Nó móng thì ba con thì móng đều muốn sọ tên nghe cô chú anh chị. Nó còn giữa thì có lúc sừng ha. Đó, trong kia mấy bò được nuôi vỗ béo. Tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không, con nào con nấy nè, ít nở dài nở cấp mình nè. Con này thì có số lú sừng ha, con này chiều cao 1m21, 1m22 của chú chị. Đó, cặp này là 41 triệu 500. Đó thì anh nói cái giá 41 triệu 500 này thì anh còn thương lượng chỉ tiền xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Đây chân móng nè cô chú chị, chân móng sò không ha. Nó chân móng thì chân móng sò cùng đứng thẳng. Đây tướng tá cấp mình con này thì khá đẹp thằng cô chú chị, dài đòn. Nói chung thì đít nở dài nở ha. Đó cô chú chị thấy không. Đó thì mấy con bò này thì em quan sát là chân móng thì hoàn thiện, không có con nào bị ốp xe là xuống rút ruột gì. Đó thì bò này có tiêm ngừa vaccine rồi nghe cô chú chị, có chích ngừa viêm da nổi cục rồi. Đó bà con mình về khỏi chích lại ha. Đó bò này thì lứa bò ha, rất bự, lưng thì đinh lưng khỏi nói luôn cô chú chị. Đây lưng nè, coi xương lưng nè, nào mấy cái lưng hết biết luôn. Đây này cô chú chị đít nở dài nở nè. Nó thì em ghi hình tăng cảnh vậy nè, bà con nào thấy ưng cứ điện cho em nha. Mẫu rất đẹp. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó, đặt bò ha. Đó, mấy con bò này sao mình nuôi lên vậy? Tại cấp mình của nó hay á. Đít rồi con nào mới khỏi nói luôn, đít nè chú anh chị coi nè. Đó cấp mình đít nè. Đó, bò hiện tại lúc này thì sụt mấy triệu con của chú anh chị. Đây con này cấp mình nó dài đòn ha, đít nở dài nở. Đó cặp này giá là 41 triệu 500. Đít nè cô chú anh chị coi nè, con nào mấy nè. Đó thấy không, bò tướng tá kiểu mẫu rất đẹp. Lưng nè cô chú chị, đó đít nở dài nở ha, lưng nè. Đó đây còn con này, con này thì gần 19 tháng mấy tuổi nè, này gần 10 tháng tuổi nè cô chú chị. Con này lỡ bò. Đó, con này chiều cao 1m27. Đó con này thì giá là 23 triệu. Đó cô chú chị thương mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp nha. Con này thì cấp mình rất hay luôn, bò này thì bà con mình bắt về là khỏi sợ xuống bò luôn cô chú anh chị. Đây dàn
thấy cái dàn dai của nó nè, dàn dai với dàn cổ nè cô chú chị. Đó. Con này giá là 23 triệu. Đó thì cô chú chị nào muốn mừng mấy bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Cấp mình con này nè, khổ chơi luôn rồi, thấy chưa? Đó, con này lỡ bò rồi. Lưng thì lưng đôi. Đó thì hình ảnh và giá cả của ba đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ba đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó bò này thì lứa bò, hang bò này thì em chủ nhà có cột rồi, xong xuôi hết rồi. Đó cột thời gian rồi, nó thừng bò rồi cô chú chị, ăn uống mạnh rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ba bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Con đó thì giá là 23 triệu ha. Đó con được lỡ. Đó được lỡ nè. Nó cắp mình xong lưng xương sắp hết nối luôn cô chú chị. Nói chung ba con bò này thì em quan sát là xương sắp rất to, xương móng thì hoàn toàn. Đó đít nè. Đó con này giá 23 triệu nè. Đó. Đây cặp này giá là 41.500. Đó đít lưng nè, cô chú chị coi kỹ ha. Con nào lấy lực lạc cắp mình rất đẹp. Đó thì hình ảnh và giá cả của bốn bò này em cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị mình hình ảnh của một con siêu cọp đỏ ha. Đó thầy bò này mới đẻ lứa rồi, đang ôm chữa lứa thứ hai. Đó đó đang ôm chữa lứa thứ hai được 3 tháng rưỡi của chú chị. Giữ gì vậy? Đó thì con bò này đang hiện tại đang ôm chữa kem cô chú chị. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó chiều cao con bò này em đo là phía sau xương khu là 1m38. Đó khắp mình thì khỏi nói con bò này luôn, dài đòn luôn cô chú anh chị. Đây đít nè, lông da bóng dọn ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì con bò này thì lông da khỏi chơi luôn nè cô chú anh chị. Đó đầu thì đột trụi, xe mặt nè, xe mặt nghiêm chỉnh nè cô chú chị. Đây xe lưng thì nghiêm chỉnh ha. Đó con bò này thì xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Đó mặt mày thì rất khéo, con bò này tướng tá rất đẹp của chú chị. Lông da thì bóng dọn ha. Đó đít thì khỏi nói luôn, cái dàn ngang của con bò này nè chú chị coi nè. Đó thì con bò này anh chủ nhà bán giá là 35 triệu bao chữa 3 tháng rưỡi. Đó thì đối với những bò đã rồi như thế này thì bên em sẽ bán cho cô chú chị mình, bên em sẽ bao lò trong vòng 3 tháng ha. Đó về nếu có trục trặc lú hí gì thì bên cô chú chị chụp hình gửi cho em. Đó là bên em sẽ xác minh, sẽ bắt bò về ha. Hoàn tiền bò thì xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó thì đối với những con bò chữa như thế này thì bên em giao về cô chú chị trong vòng tuần lễ. Đó thì cô chú chị mình khám xác minh chữa lại giùm em ha. Nếu có chữa rồi bên em sẽ giao cô chú chị luôn, bên em không còn lãnh bên chữa nữa. Đó thì về trong vòng một tuần lễ thì cô chú chị mình khám, kêu thú y khám lại, nếu có chữa rồi là bên em không còn bao bên chữa nữa ha. Đó thì sau giao phần chữa cho cô chú chị mình luôn. Đó con bò này xương sóc khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó chân móng sò ha, đây. Đó chân móng thì chân móng sò ha, chân móng sò cùm đứng thẳng ha. Xương sóc thì rất to. Đó rúng đó cô chú chị. Đó siêu cọp đỏ. Đây hai chân trước nè, hai chân sau nè cô chú chị. Đó thấy hết hai dàn xương sóc không? Đó cắp mình thì dài đòn hai chân trước nè. Đó thì bò này có tiêm ngừa vaccine đâu rồi. Đó có chích ngừa viêm da nổi cục, có chích ngừa lông mầm móng chưa? Đó bò này thì chưa có chích ngừa lông mầm lông móng đâu nghe cô chú chị. Đó, về mình, cô chú chị mình về chích lại ha. Đó con bò này giá là 35 triệu. Đó giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó chữa kem 3 tháng 3 tháng rưỡi. Đó xong lưng nè. Đó cô chú chị coi nè, cái lưng của nó nè, lông da thì bóng dọn ha. Nó cấp mình nè, dài đòn tướng tá nè cô chú chị thấy không. Nó mặt mày thì rất đẹp. Đó giá là 35 triệu. Đó đang ôm chữa lứa thứ hai, con bò này đang ôm chữa lứa thứ hai cô chú chị. Đó mặt mày rất khéo ha. Đây mặt có sọc cọp nè. Đó cô chú chị coi nè. Đó sẽ mặt thì nghiêm chỉnh ha. Đó sẽ mặt nghiêm chỉnh. Đó
Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số nó lông da bóng dọn ha, tướng tá nè, chiều cao là 1m38. Đây vú. Đó con này thì em quan sát là 4 vú cô chú chị. Nó đang em chữa 3 tháng rưỡi. Lông da nè, cô chú chị coi nè. Hả? Cái gì? Con bò này thì anh chủ nhà mới coi sổ lại của chú anh chị, vô coi sổ lại là con bò này cái bà bê nha các em. Đó thì chữa 3 tháng rưỡi. Đó. Nhưng ảnh nói là cái bà bê nha cô chú anh chị, ảnh mới vô lật sổ coi lại á. Nói chung thì ảnh mới vô ảnh coi lại là nó báo là con bò này cái bà bê, đang em chữa bà bê 3 tháng rưỡi. Đó từ nãy em cũng báo cho các em không. Tại anh cũng không nhớ kỹ. Đó sang lưng nè cô chú anh chị coi nè. Tướng tá cấp mình hỗ trợ luôn, đang em chữa lứa thứ hai ha. Nó xương sóc thì rất to. Đó giá là 35 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ba con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, màu nguyên màu đỏ mặt luôn, xương sóc cối luôn cô chú chị. Con bò này xương sóc, chân cẳng đứng rất đẹp ha. Nó móng thì móng sò, chân cẳng nè. Đó, cấp mình tướng tá nè cô chú chị thấy không. Đó, không chê gì luôn ha, mặt ngoài đầu thì đầu trụi, lông da bóng dọn. Đó, rất đẹp. Rồi thì hình ảnh và giá cả con bò siêu cọp đỏ này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Xuống thoại để tấm hình, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì hình ảnh và giá cả con bò này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video nha. Xin chào cô chú chị.